Đây là thiết kế, đây là phi 18, đây cùng là một dòng Dendro. Nhưng nhân vật chính là này, phi 18, dòng Dendro nắng, bò lưu. Rồi, chào cô chú anh chị mình quay trở lại với Hoa Lan Nhi Phong. Thì ngày hôm nay em giới thiệu với mọi người một cái dòng Dendro nắng, đó là dòng bò xanh hay còn gọi là bò lưu. Đây, mời mọi người xem form hoa với em nè. Với form hoa là cánh xoắn mà kiểu xoắn hết cả khu hoa luôn. Xoắn mà xoắn nhẹ thôi nha. Đó, đặc biệt là cái lưỡi đó nè, đậm màu làm nổi bật khu hoa. Đây cô chú anh chị mình ha. Với dòng này hoa thì không thơm nhưng mà vòi hoa rất là dài, xuyên hoa và bền hoa cực kỳ. Còn đối với thân thủ thì đây mọi người xem chậu thiết kế của em. Đó, chậu thiết kế nè, thân là thân tơ đi lên luôn. Đó, có thể là thiết kế thì mình có thể ghép từ một chậu, hai chậu phi 12 vào để mình ghép cho ra chậu thiết kế. Còn ngày hôm nay em muốn giới thiệu với mọi người đó là chậu chất trồng là phi 18, từ một cốt đi lên bụi lùm như thế này đây. Đó, từ một chậu đi lên thôi nha, mà tầm khoảng là 10 mấy thân, gấp đôi cả cái chậu thiết kế mà mọi người đã xem. Đó, bộ rễ ra sum xuê nè, cây là cây tơ, bản lá là bản lá mít to tròn cho em luôn. Đó, cây chuẩn bị cho hoa rồi. Dòng này mọi người có thể sưu tầm về chơi Tết Tết năm nay cũng được luôn ha mọi người ha. Rồi, bởi vì sao ngày hôm nay muốn chia sẻ với mọi người là những cái chậu bò lưu phi 18 như thế này. Đó, đây là những cái chậu bò lưu phi 18 mà nhà vườn tuyển chọn từng chậu một. Đó, đầy đủ những cái tiêu chí để lên thiết kế cho mọi người chơi Tết. Nhưng mà thời gian đã quá gấp rút rồi, không còn kịp để lên thiết kế nữa. Cho nên là ngày hôm nay em để dành chia sẻ cho mọi người những cái chậu phi 18 này về cho mình chơi Tết luôn, khỏi còn phải là sang chậu hay là ghép chậu lên nữa mọi người ha. Đó, những cái chậu bò lưu rất là bụi lùm, khủng cực kỳ luôn mọi người. Rồi, với những cái chậu bò lưu mà khi mà nhà vườn đã lên thiết kế cho cô chú anh chị mình sưu tầm á, thì là với mức giá là tầm khoảng 280 đến 300 ngàn. Đó anh chị mình ha, là nhà vườn đã thuần thang luôn cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay với chậu phi 18, bò lưu phi 18 như thế này đây. Đó, và chỉ có 10 chậu dành cho cô chú anh chị nào mình nhanh tay sở hữu trước nha. Đặt lại, để lại số điện thoại với phần bình luận, em chia sẻ với mức giá là 169 ngàn, để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm được những cái chậu bò lưu mà lên thiết kế hộp như thế này để mình về mình chơi Tết luôn. Rồi, cô chú anh chị mình đặt hàng để lại phần thông tin dưới phần bình luận giùm em, để mình sẽ sở hữu những cái chậu bò lưu siêu khủng như thế này. Đó, còn ngại gì nữa mà không sở hữu ngay đi. Vì với khu hoa đẹp nè, màu sắc nổi bật nè, chậu cây khủng bụi lùm. Đó, rồi nhanh tay đặt hàng nha mọi người ơi.